chạy đâu cho hết lắng. Hết lắng hả? Yeah. Ui con này khổng lồ, trời ơi. Ui con này cá chim trắng à? Con này cá chép. Ui cá chép khổng lồ. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Chạy đâu cho hết lắng em ơi. Em cứ từ từ thôi. Em cứ bình tĩnh. Ôi trời ơi. Đi đâu mà vội. Nó cắn nát tươm cái mồi của mình rồi anh em ơi. Ui mệt quá. Cứ bình tĩnh. Nhanh 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 nhanh. Từ từ thôi. Ôi mệt quá, anh chạy vòng quanh nhà cái ao này mệt quá rồi. Ok anh em, hiện tại bây giờ mình đang làm chế một cái món đồ cực kỳ thú vị anh em ơi. Đấy cái chỉ này. Đó, nói chung là cái đồ này mình chế được hai cái rồi nhá. Anh em biết cái này là cái gì không? Đây là cái cần câu của mình nhá. Hôm nay mình sẽ chế một cái cần câu cực kỳ độc đáo. Ở video trước mình làm cái cần câu 10m, cần câu cây tre chăm đốt, thì bây giờ mình sẽ làm cái cần câu cực kỳ độc đáo nhá, cần câu bằng chai nhựa. Đó thì bây giờ là mình sẽ làm khoảng 5 cái nhá. Đây đã được hoàn thành được hai cái này. Ok thì bây giờ là mình sẽ làm thêm khoảng 3 cái nữa. Đây, 1 2 3. Ok, cái cách làm cần câu này thì cực kỳ đơn giản thôi anh em ạ, chả phải phao gì cả. Cái này coi như là cái phao luôn. Đấy anh em chỉ cần buộc một cái lưỡi. Đây bà coi quay kỹ cho các bạn xem. Đó. Anh em chỉ cần buộc một cái lưỡi này, sau đó buộc vào cái cổ chai. Thế là xong. Thì là cứ vứt xuống dưới ao rồi là mắc mồi rồi vứt xuống ao. Nó thích kéo đầu kéo mệt rồi nó tự nổi được mà. Cái này không giờ chìm được. Đấy. IQ 2000. Ok. Ok anh em, thì là bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xách đồ đi ra ngoài ao nhà ông nội mình để bắt tép để làm mồi nha anh em ơi. Ok anh em, thì là bây giờ mình đang có mặt ở ngoài ao nhà ông mình nhá. Thì là bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau vào tép. Thì bây giờ hiện giờ là khoảng 12 giờ trưa rồi, trời cũng khá là nắng, thì không biết là tép nó còn nổi không. Nếu mà muốn vật tép thì người ta hay vật buổi sáng sớm, trời nó lạnh nó mát ấy, thì là nó tép nó lên. Nhưng mà thôi, bọn mình cố vật ấy khoảng chục con, 20 con để làm mồi để đi câu cá nha các bạn. Cái ao này chính là cái ao ở video lần trước bọn mình làm video thử thách câu cá. Sau đó là mò ốc, làm món ốc xào xả ớt. Cho em thử nào. Ok, anh sẽ cào một lúc sau đó là cho em cào nhé. Ừ. Wow, có anh em ơi. Được, có rồi. Đây này anh em ơi, mình không cần nhiều, mình chỉ cần vài con thôi anh em ạ. Đây này, bà còi quay cho các bạn xem nhá. To phết mà. Đây này anh em ơi. Ui thế này được bữa rồi. Đây chỉ có vài cái thôi. Ui tùng to thế. Đây này, cái này là mồi rất là tuyệt vời này. Đây anh em. Em hợt với. Tí nữa anh cho em hợt. Đấy. Đây anh em ơi. Tôm tép rất là to, thế nên là cái mồi này câu cá rất là nhạy nha anh em ơi. Là chúng ta cùng xem nữ. Ui. Chúng ta cùng xem nữ hoàng vật tép xem có vật được con nào nhá. Vật đừng sâu quá xuống bùn đấy. Nó chỉ nằm ở những cái khe gạch ấy thôi. Ok anh em ơi, sau khoảng 15 phút mình với cả bà còi đi vật tép, thì trời khá là nắng nên là vật được hơi ít anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, chỗ này đủ mồi rồi nha anh em ơi. Nói chung là thế này là đủ làm mồi rồi, thoải mái câu rồi anh em ơi. Đó câu mồi tép này, cá rô cắn rất là nhạy anh em. Thế bây giờ là mình sẽ bắt đầu mắc mồi nhá. Ngày xưa mình đi câu cá rô là mình toàn câu mồi tép thôi. Đó. Cái con tôm nó được cái là khi mà mình mắc vào đấy thì là nó sẽ vừa y zin cái lưỡi luôn. Đây anh em có thể nhìn này. Em thấy chưa? Khi mắc vào cái người nó cong cong y zin cái lưỡi luôn. Thế nên là bây giờ là vừa một cái nhá. Thả vào trong chai này. Ok. Một cái đầu tiên. Đây là một chùm lưỡi lăng xê của mình, toàn tôm thôi. Cái này cá nó bô vào thoải mái luôn. Đó anh em thấy chưa? Rồi, nào bây giờ cái này để vào trong xô nhá. Rồi. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ mình với bà còi đang có mặt ở một cái ao hoang. Thì là cái ao hoang này bây giờ nước nó về khá là cả, thì không biết là có cá hay không, thì bọn mình cứ thả liều, cứ đánh liều thả để xem có cá không nha anh em ơi. Đó thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu thả câu này. Cái này thả đơn giản lắm, anh em chỉ cần cứ lém xuống là xong anh em ạ. Đây, mồi đây. Rồi. Cứ thế này phi xuống thôi. Ôi xồi, ok. Nào cái mồi thứ ba. Rồi, hy vọng rằng hôm nay chúng mình sẽ gặt hái được nhiều kết quả nha anh em ơi. A few moments later. Ok anh em ơi, cái ao này hình như là cái mồi tôm này nó không hiệu quả anh em ạ. Câu nãy giờ trôi dạt không biết về phương trời mấy lần rồi mà không cắn anh em ơi.
Còn cái chai kia kìa anh em ơi, một cái mồi của mình bây giờ hiện tại là nó rúc ở dưới gầm kia, không thể nào mà lấy được. Cái chỗ kia là những cái ổ dạng cây hoang rồi là cây leo, nó chìa ra ngoài, mình không có cách nào lấy được nó. Đó. Ok anh em ơi, chúng ta đi 5 chai, bây giờ về còn 4 chai, mất 1. Bây giờ là chúng ta sẽ ngồi đây chờ đợi nha em ơi. Chờ đợi là hạnh phúc. Hy vọng rằng sẽ có cá cắn. Ao này thì không biết là cá chép nó có cắn tép không, nhưng mà hy vọng là sẽ có cá cắn. Nhưng mà hôm nay gió hơi to, nó thổi bay hết cả mồi rồi này, bay hết cả chai. Ôi, anh ơi, cá anh ơi. Anh ơi, cá cắn anh ơi. Anh ơi, cá cắn này, nó nhanh lên. Đây, nhanh lên. Nhanh lên, lấy gậy nhanh lên. Trời ơi, nhanh. Cắn rồi, nó tha đi rồi này. Đây, nhanh lên anh. Lấy que vào. Em đang ngồi buồn ngủ hay là tiên, cá cắn nó tha đi chứ. Ôi, nó tha đi rồi anh em. Ừ. Nó tha ra ngoài xa rồi, kệ nó đi. Nó tha đâu, kệ nó. Ui, mệt quá. Ui. Đấy, thấy chưa. Anh em ơi, cá cắn rồi kìa. Đấy, nó tha ra tận ngoài kia kìa. Anh không quay để em vứt cái kia nhanh. Vứt cái gì? Qua. Wow. Cái kìa anh em ơi, em thấy chưa? Ui, mình vứt luôn cả quả thế của mình đi. Ui, mệt quá. Anh em nhìn này, nó tha, con này khả năng là hơi nhỏ nên là nó tha kiểu yếu này, chứ nếu mà cá to là nó giật luôn đấy. Anh ơi, anh em thấy chưa? Đấy. Anh ơi, ui mệt quá, ui nó tha ra giữa ao rồi. Anh ơi, mất luôn chai rồi, ơi. Em thấy cá cắn sướng quá, mất luôn cả kế đi. Này em ơi, tha ra giữa ao rồi kìa. Ok anh em ơi, thì là bây giờ ở ngoài kia, một chai của mình đã dính mồi nha anh em ơi. Nó tha ra giữa ao rồi, nói chung là bây giờ kệ nó tha đi đâu tha. Nó mệt rồi, ác nó sẽ phải trôi giặt vào bờ. Thì lúc đấy mình sẽ đi ra khèo về nhá. Đó, thì đầu tiên là mình cứ tưởng là cái mồi tôm này nó không phát hiệu quả, thế là mình đi vào trong ông nhà bà mình định xin ít mồi, kiểu dạng như là xin ít cơm để dã ra làm mồi ấy. Đã đi vào xin mồi thì tự nhiên bà còi gọi ra hết cả mình. Em đang ngồi đây em ăn khế xong em ngoảnh lại, ôi cá nó tha rồi, cá tha rồi, em mất luôn cả khế đi, em ra kia em quay. Bỏ tay kìa, nó đang tha sang bên kia. Ok anh em, thực sự là con cá này làm mình hơi quạo rồi anh em ạ. Từ nãy đến giờ mình đi vòng quanh cái ao này ít nhất phải 5 đến 7 lần rồi, lúc cứ vào được gần rìa bờ nó lại chạy đi chỗ khác. Thế nên bây giờ bọn mình sẽ quyết định một chiều khác anh em ơi. Nào, bây giờ mình sẽ quyết định đó chính là nhảy xuống, mò nó, đuổi nó. Chứ cái tình hình này đợi này lâu lắm rồi, đi vòng quanh 5-7 lần rồi mà không được anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bơi xuống nhá, trời lún anh em ơi. Nào, 1 2. Từ. Sao? Nó bơi ra kia rồi. Kệ nó đi. 1 2 Khoan. Làm gì? Nhảy. 1 2 3 Đừng nhảy. Ô, nó lại bên kia rồi. Kệ nó. Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi. Trời nắng nhưng mà lạnh tuyết đấy. Bơi đi. 3 Bơi. Ao đông. Ao đông à? Ui dồi. Ui ao đông đấy. Không cần bơi à? Ê, anh ngồi qua ao được luôn à? Chạy đâu cho hết nào. Ủa, à để anh bơi qua được à? À anh đi qua được à? Ôi giời, con cá. Bơi quay lại đây anh ơi. Ok, về kia nhá. Quay lại đây, anh đi qua đây cho nhanh. Lạnh gì? Anh lên còn lạnh hơn. Vừa lạnh vừa mệt. Thế anh em thể nhìn này. Thề chứ cái con cá này là mình quạo hơi bị nhiều ấy. Đây anh em. Ôi, bảo còi quay cho các bạn xem này. Nó tha cả buổi chiều bây giờ chắc cũng mệt rồi anh em ạ. Ôi, mình biết con này là con nhỏ. Tại vì là nó tha cái chai của mình không khỏe anh em ạ. Nó chỉ tha lôi lôi thôi chứ nó không thể làm mà kéo kiểu chổng đít cái phao. Nếu mà là cá to nó sẽ lôi cái phao chủm này cơ. Nhưng mình biết con này là con nhỏ rồi. Thế mày làm cao quạo hơi nhiều đấy. Đó, anh em ơi, một con cá chép rất là nhỏ mà nó làm mình vất vả cả buổi chiều này. Ok, đúng ra nếu mà mày ngoan ấy, mày về đây ấy, thì tao sẽ thả mày. Nhưng mà tại mày hư, tao quyết định rốt mày đây đã. Tao rốt mày đây, tối tao mới thả mày.
Ok anh em, thì là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ qua đêm để đến ngày mai xem thành quả như nào nha anh em ơi. Còn con cá này mình sẽ rốt, kiểu như trừng phạt nó, tại vì nó làm mình vất vả quá nhiều cả một buổi chiều đi vòng quanh ao này không biết bao nhiêu lần. Thế ok, cảm ơn đã xem video và hy vọng rằng ngày mai sẽ kết quả sẽ khả thi hơn anh em ơi. Thì mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ lại vlog cũng như là lạ gamer cũng như là bà quái vlog nhá. Và nếu mà em thích xem mình live stream game PUBG Mobile thì anh em hãy like cũng như là follow fanpage lạ gamer ở trên Facebook, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Thì là thỉnh thoảng em mình lên đó trò chuyện trực tiếp, giao lưu trực tiếp rồi là xem mình bắn game luôn anh em ơi. Ayo, ok anh em, chào mừng anh em đến với lại vlog. Ok, thì là tầm khoảng chiều hôm qua mình có đặt mấy cái bẫy gọi là cái cần câu bằng chai nhựa đấy anh em ơi. Thì là mình có để qua đêm. Thì chiều tối hôm qua khi mà mình ra mình thăm bẫy ấy, thì là mình thấy tất cả mồi là hết rồi. Thế là mình đã quyết định là thay bằng mồi ốc anh em ạ. Thay bằng mồi ốc thì là mình đã để qua đêm, thì không biết là hôm nay có dính bẫy không. Thì như em có thể thấy là hôm nay trời rất là âm u. Thì bây giờ đang là sáng sớm anh em ạ. Thì tại sao mình lại sáng sớm mình phải đi ra ngoài mình thăm bẫy, trong khi đó mình tại sao mình không để sang buổi trưa buổi chiều mình đi thăm bẫy? Thì bởi vì chiều nay bọn mình có lịch gấp lên trên Hà Nội, thế nên là bây giờ bọn mình phải sáng sớm tranh thủ ra thu bẫy về. À quên, thu lưới về, à quên gì nhỉ? Thu mồi câu về, thu chai về. Đấy, để còn chiều nay lên Hà Nội, thế nên là hy vọng là chúng con nào đó xong là để đến hôm nào đó chế biến món gì đó cho anh em xem. Chứ còn mục đích của mình nó chính là muốn là câu được sau đó là chế biến nướng ở tại gốc cây khế luôn. Đấy, nhưng mà hôm nay là do thời gian không cho phép nên là bây giờ bọn mình tranh thủ đi ra thu bẫy về nhá. Anh em ơi, anh em có thấy đục không? Anh em ơi, cá rô. Ui giời ơi, bao nhiêu năm rồi mới thấy cá rô đồng anh em ơi. Trời, con cá rô đồng to khổng lồ luôn. Anh em nhìn này. Đâu? Đấy thấy chưa? Đây. Đang đi tự nhiên anh thấy nó quẫy. Anh em thấy chưa? Cá rô đồng đấy. Nào bây giờ mình thử vồ nhá. Anh em ơi, cái ruộng này mới đồng xong. Thú thực với anh em là quê mình là bây giờ cá rô đồng này cực kỳ hiếm luôn. Ủa, sao tự nhiên hôm nay lại kiểu hôm nay trời mưa trời lạnh nó lên hay sao ấy? Ui chỗ kia cũng đục kìa. Đây bây giờ mồi vô chỗ này phát nhá. Anh em đấy chứ. Úi suýt ngã. Có cá ăn rồi. Cá rô này bây giờ quý hiếm lắm này. Vô luôn. Đấy thì cẩn thận là nó sắc nó ấy vào tay. Đau lắm. Đấy, được rồi. Con này hôm qua bị lồng. Con này hôm qua bị lồng đâm ra nó say rồi anh em ạ. Đây này. Con này nghe phải yếu rồi. Ui ui vẫn khỏe lắm. Đây này em nhìn này. Rất là lâu rồi mình mới thấy một con cá rô đồng nó to này anh em ơi. Đang đi đường vứt cả cái cần câu xuống để vồ con cá. Tại vì mình nhìn thấy nó cứ đục nó ngoáng một phát thì mình tưởng là con nhái, nhưng mà nhìn kỹ lại hóa ra là con cá rô. Đó anh em có thể nhìn cái con cá rô đồng to không? Con này khả năng là bị say sóng anh em ạ. Hôm qua chắc là máy đồng nó quấn vào bánh nó nhiều quá đâm ra người nó chảy trượt say xước này, yếu rồi. Đấy nhưng mà con này công nhận to thật, đang đi tự nhiên nhìn thấy đó. Ok. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra ngoài để bắt xem thế nào. Ui. Cầm cần này khó quá. Đi ra để xem nào cái bẫy của mình có được con nào nữa không nha anh em ơi. Hy vọng là được. Rồi, hôm nay bội thu rồi. Chưa gì đã được một con cá rô này nè, may mắn lắm này. Ôi. Ôi em ơi. Hả? Ra đây. Ôi giời ơi. Kéo. Ôi giời ơi. Cái gì vậy? Ôi giời ơi. Đâu? Anh em ơi. Mình thả bốn cái. Anh em nhìn này. Nó tha như kiểu đang đua nhau ấy. Ba cái. Để mình xem có một cái nữa mình đâu. Ui con kia chắc to anh ạ. Hai con này chắc to lắm này. Trời ơi. Nhờ. Anh em nhìn kìa. Ôi giời ơi. À kia. Mình thả bốn cái nha anh em ơi. Mình thả bốn cái thì ba cái đều dính. Anh em nhìn kìa. Đít vào bên kia. Ui, là một cái xe màu đỏ nhưng mà nó không có gì cả, không động đậy. Ui giời ơi, cái con kia nó to không? Ừ. Ui giời. Ui dính đá gì đây? Ui rồi ôi, ui rồi ôi, anh em thấy chưa? Anh đi ra kéo đi. Ui rồi ôi, sợ quá. Đâu thế nào? Ui sai không độ kìa. Sai không độ đằng kia cũng dính nhỉ. Ui, hai con này kiểu chúng đang chơi với nhau đấy. Anh em ơi, sáng nay khi ngủ dậy mình định cầm cái cần câu của mình đi để kheo. Nhưng mà mình nghĩ thế nào cái cần câu không đủ dài, tại vì hôm qua không đủ dài nên là mình phải nhảy xuống bơi một lần rồi. Hôm nay mình quyết định là cầm cái cần câu cây tre chăm đốt của mình đi để kheo. Nó đang vào đây, vào đây kìa anh kìa. Bây giờ bọn mình sẽ săn để đợi nó vào nhá. Ôi dồi ôi, đúng cái này bội thu. Đang đi đường thì bắt được con cá rô rô ta kia. Chứng tỏ may mắn. Đó, ok. Ui, vào rồi. Mình sẽ kéo con đầu tiên vào để cho anh em xem nào hôm nay dính con gì nhá. Ui mệt quá, sướng quá. Ui. Mình chạy mà suýt. Nó đang đi vào đây ạ. Nó đang đi vào đây, đứng ở đây thôi. Đây rồi. Đứng đây thôi. Đây rồi. Mình nha. Con này nó khỏe lắm. Mình sướng quá, mình suýt nữa va cái gậy này vào đầu bà coi. Ôi ôi. Con này. Ôi. Con này nó khỏe nhá. Ôi. Con cá chép to khổng lồ luôn anh em ơi. Thật á? Ôi anh em ơi. Nhấc lên anh ơi. Vào đây. Eo ơi, bắt luôn. vào đây. Bắt luôn. Đấy. Chạy đâu chứ. Hết nắng là cưng. Ui. Trời ơi, to thế. Ôi. Ui đúng đặt mồi ốc sướng thật. Ôi. Nhanh. Ôi, nó chạy rồi.
Bây giờ chạy nhanh thế. Rồi. Ui cái con kia cũng to kìa anh kìa. Ui ba con đều to. Ba con đều to luôn. Chạy đâu cho thoát. Được rồi anh em ơi. Được rồi ông ơi. Anh em ơi. Con đầu tiên to chưa? Ui. Anh em nhìn này, mệt quá. Ôi giời ơi, nhìn nó sướng không? Anh em nhìn này. To như cái môi của nó đây. Cái môi của nó như cái môi người ấy. Cái chúm cha chúm chín này. Anh em thấy chưa? Cái môi to quá thế. Xinh nhỉ? Con này cá okay. Chép à? Cá chép, cá chép. Ok, mình sẽ thả xô nhá. Mình sẽ thả cùng với cả cái con cá rô mà mình bắt được ở ngoài ruộng này. Một nhái, nằm đấy. Nằm đấy. Ok. Chạy đâu cho hết lắm. Yeah. Ui, con này khổng lồ, trời ơi. Ui, con này cá chim trắng à? Con này cá chép. Ui, cá chép khổng lồ. Trời ơi. Chạy đâu cho hết lắng em ơi. Từ từ. Em cứ từ từ thôi. Em cứ bình tĩnh. Ôi giời ơi. Đi đâu mà vội. Nó cắn nát tươm cái mồi của mình rồi anh em ơi. Ui. Mệt quá. Cứ bình tĩnh. Nhanh anh yêu mà nó. Từ từ thôi. Ôi mệt quá, anh chạy vòng quanh cái ao này mệt quá rồi. Ui, riêng cái mồm của nó là dính mấy cái lưỡi này. Con này ăn tham. Con này ăn tham đấy. Ôi trời ơi. Ôi con kia ở giữa ao rồi. Ôi anh em ơi, thành công nhanh anh em ơi. Con này khá là to đấy, mình sẽ cho nó lên nhá. Nào, cho lên đây đúng không? Nào, 2, 3. Ui, gãy cần. Ui trời ơi. Ui, cái lưỡi của mình, cái lưỡi chùm này gắn nát tươm rồi này. Đây này, tuột cả ấy rồi này. Ôi trời ơi. Tuột cả lưỡi ra này. Ui, ôi trời ơi. Ui anh em ơi. Phê quá, con này mồm to. Con này mồm to, một mình nó ăn mất mấy cái miếng mồi còn gì nữa làm gì. Ui sợ không anh em ơi. Chắc kiểu mồi chùm ấy nó ăn luôn. Ừ kiểu nó ngàm luôn ấy. Con này ấy thế. Ăn tham. Con này ăn tham. Ui một mình nó là chưa mất mấy mới ngồi còn gì. Ui. Ui cái mồm nó xinh nhở. Mồm xinh quá anh em ơi. Con này hình như là con rất là to. Con này to hơn con lúc nãy đúng không? Ừ. Cái mồm nó xinh đấy. Từ từ cú này để tao cửa cho. Tao gỡ cho. Nào. Cửa cho đỡ đau. Cửa cho đỡ đau. Ui, thả bảo. Anh em ơi bảo sao là cái chai không độ này nó chìm nghiếm luôn. Nó giật rất là mạnh, mình cũng đã nghi con này cũng phải to rồi đấy. Công nhận to thật. Nó giật một phát là coi như chìm luôn. Không thấy cái chai không độ đâu. Anh em ơi. Yeah. Một con chép khổng lồ. Ui cái mồm của nó to chưa. Ui trời ơi. Quá sướng, quá đã. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi, nhìn này. Ui. Cái mồm nó to, con này to. Công nhận con này to, con này chưa có trứng nhá. Con này mà có trứng thì ăn con nữa. Xin chào cậu. Chào mừng cậu về với đội của tớ. Anh em nhìn cái mồm của nó này. Ừ, nhưng mà con này mồm, đấy, mồm này. Con này mồm không xinh mà con lúc nãy cũng xinh. Xinh mà. Con lúc nãy mồm nó còn ngoa 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 cả gì rất là đáng yêu nhá. Đó, chào mừng cậu đến với đội của tớ nhá. Ui, con này to thật. Ui, công nhận đặt qua đêm nó dính ngay. Mới cả thay mồi ốp phát dính ngay. Đấy chứ nếu để mồi tôm khả năng cũng không dính đâu anh em ạ. Đó, anh em nhìn lại một lần nữa nhá, sau đó mình sẽ để vào xô này. Đó, to không? Mình cần phải cẩn thận không là nó phi mất. Ok, thành công nhá, con thứ hai. Còn một con nữa. Nói chung là con kia kiểu gì cũng dính thôi, không thể làm thoát được. Nhanh. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát hả cưng. Thử nhắc lên xem to đây nào. Ôi kìa. Chạy đâu cho thoát. Anh em ơi. Con chép thứ hai nhá. Con chép thứ ba. Mệt quá. Này thì chạy này. May quá con này. Ơ con này là bé mà. Con này bé. Thế mà khôn nhỉ. Con này là con khôn nhất đấy. Ngu ngu là không thể nào mà bắt được con này. Ngu ngu thì còn cho sống chứ khôn này giết. Đây anh em ơi. Con này khôn phết. Ui. Mồm to đấy. Ui, con này lút sâu thế, con này lút mồi sâu thế, mồm nó to. Con này mặc dù con này là con đáng ghét nhất. Nhưng mà may cho nó là con nhỏ nhất. Mà cũng khôn nhất, con này khôn nhất nhỉ. Nó cứ ở giữa thôi, nó không đi vào gì à. Nhưng mà thôi tại vì lý do nó nhỏ quá nên mình thả nhá. May cho mày nhá, thôi bye bye. Hẹn mày dịp khác sẽ gặp lại.
Hả? Thôi đi rồi anh em ơi. Ok anh em. Thì thành quả của mình hôm nay là 2 con nhá. À 3 con, 4 con chứ. Một con cá rô đồng này, 3 con cá chép. Nhưng mà mình chỉ lấy con cá rô đồng với cả 2 con cá chép to thôi, tại vì là con này hơi nhỏ mình sẽ thả đi. Ê, nhưng mà mục đích hôm nay của mình đó chính là bắt lên xong đó là nướng ở trên gốc cây khế kìa. Đấy, cùng nướng cùng ăn trải nghiệm luôn. Ê, nhưng mà phí quá, chiều nay mình có lịch đi lên Hà Nội anh em ạ. Thế nên là hôm nay không có thời gian, bắt buộc phải rốt nó lại. Bắt về rốt nó lại, dậu nó lại. Cho nó sống đến ngày mai ngày kia mình về thì chỉ biến xong nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video và nếu em thấy video này hay cũng như là anh em có những ý tưởng gì bắt cá, câu cá cũng như là săn bắt thì em đừng ngại ngần comment ý tưởng phía bên dưới nhá. Thì video của mình xin phép kết thúc ở đây nha anh em ơi. Thì là mong rằng anh em dành ra 1 giây like video. Cũng như là nếu mà em thích xem mình livestream game PUBG Mobile thì anh em hãy like, follow fanpage Lạ Gamer, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Ok.